Bé gái đáng yêu này tên là Kim Soo Jin, cuộc sống của cô bé từ nhỏ đều được người bố che chở, còn ông bố Chu Súc cũng coi con gái như mạng sống của mình. Trong tất cả mọi chuyện từ đưa đón đi học cho tới luyện chữ viết chính tả, thì ông vẫn luôn đồng hành cùng Soo Jin và động viên con gái còn nước còn tát. Tình cảm ấy cô bé trân trọng đến nỗi muốn khi lớn lên sẽ cưới người như bố. Cho đến một ngày chính cô phát hiện ra bố mình không hề tốt đẹp như mình đã thấy, hóa ra ông đã chôn chặt một bí mật suốt hơn 20 năm. Đã vậy cô còn vô tình trở thành đồng phạm của kẻ giết người. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Bí mật kia là gì mà khiến cô trở thành đồng phạm? Thì chúng ta hãy cùng Cà Phê Review tìm hiểu bộ phim này nhé. Chớp mắt Soo Jin trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và cũng đã tốt nghiệp cao học. Cô đang cùng hai người bạn là Bona và Seo Jin chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn sắp tới để trở thành phóng viên. Đề tài nói về một vụ án bắt cóc 15 năm trước đang sắp hết thời hạn truy tố. Đến nay hung thủ vẫn là một ẩn số. Nữ chính nghĩ rằng những kẻ gây ra chuyện này phải chịu mức án tử hình. Đúng lúc đó Soo Jin thấy bố mình đang đi giao hàng. Cô tiến đến và trách cứ tại sao bố lại làm lơ không thấy mình. Lúc này hai bạn của Soo Jin cũng đi ra chào hỏi. Tuy nhiên Chu Súc không muốn sự việc phức tạp thêm nên rời đi. Nữ chính thấy bố mình vất vả, cô cũng cảm thấy đau lòng. Hôm sau là ngày nhận kết quả cuộc phỏng vấn, kết quả Soo Jin lại thi trượt. Chu Súc hiểu rằng dù có năng lực tốt nhưng họ vẫn phải xét về gia cảnh. Ông tự trách vì bản thân không cho con gái được cuộc sống tốt hơn, nên cô mới lận đận đường sự nghiệp như này. Thấy vậy nữ chính an ủi bố đừng tự trách, dù sao con cũng không thích công ty này, và cơ hội vẫn còn nhiều. Để giải tỏa muộn phiền cô rủ ông thi ăn mì cay, ai thua sẽ phải rửa bát một tuần. Kết quả 10 lần như chục mới được hai gắp Soo Jin đã bỏ cuộc, cũng nhờ thế mà tâm trạng của hai bố con đã tốt hơn nhiều. Hôm sau có lịch chiếu phim Lời Thì Thầm Của Quỷ, dựa trên vụ bắt cóc có thật cách 20 năm trước, nữ chính rủ hai người bạn thân đi xem. Khán giả ai cũng đau lòng khi thấy nỗi đau của gia đình đứa trẻ chết oan. Cuối phim đoạn băng ghi âm giọng nói của hung thủ trong vụ bắt cóc được công bố. Bất chợt Soo Jin cảm thấy giọng nói này quá đỗi thân quen. Đặc biệt câu còn nước còn tát của hắn khiến cô đứng người. Lúc ra về Bona cũng cảm thấy giọng nói này rất quen. Đột nhiên cô ấy nói nó rất giống với giọng của Chu Súc. Nữ chính không muốn nghe liền bỏ đi trước. Khi về đến nhà Soo Jin liền lên mạng tra thông tin về vụ bắt cóc. Cô nghe đi nghe lại đoạn ghi âm đó. Thậm chí còn tưởng tượng ra bố mình nói lời giống hệt hung thủ. Giọng nói đó ám ảnh nữ chính khiến cô ăn ngủ không ngon giấc. Từ đó Soo Jin quyết định đi tìm hiểu về vụ án. Theo lời của Bona kể về bố, cô cũng về kiểm tra điện thoại, tra thông tin trên máy tính của Chu Súc, nhưng lại không có gì đáng nghi. Ngoài ra Soo Jin còn theo dõi bố, lúc ông ấy bảo ra ngoài đi câu. Kết quả cô phát hiện ra ông phải đi làm thêm mấy việc vặt để kiếm tiền. Bữa ăn chỉ là cái bánh và chai nước. Nữ chính cảm thấy đau lòng vì đã nghi ngờ ông. Đã vậy khi thấy người bố bị đứa trẻ danh xúc phạm nhưng ông không phản kháng, cô không ngần ngại lao ra tay đôi bắt nó xin lỗi bố mình. Lúc đến đồn cảnh sát Chu Súc còn quỳ gối nhận lỗi về mình, để xin tha cho con gái. Thấy thế Soo Jin đã nghĩ người như bố không thể là hung thủ được. Từ đó trở đi cô đã trút bỏ mối nghi hoặc trong lòng mình. Hôm sau khi đang chọn mua sách, đột nhiên có một người đàn ông đến gần nữ chính, giới thiệu tên là Sim Son và có quen biết Chu Súc. Anh ta nhờ Soo Jin chuyển một giấy nhắn cho bố cô rồi rời đi. Bên này nhận được tin báo của con gái, Chu Súc liền gọi lại số điện thoại trên tờ giấy. Vừa nghe giọng ông đã biết đối phương là ai, chính là người từng hứa hẹn họ sẽ không bao giờ gặp lại. Hắn yêu cầu Chu Súc chuẩn bị tiền để mình lo cho chị gái đang bị ung thư, nếu không sẽ tiết lộ cho nữ chính bí mật của ông. Mấy ngày liền Sim Son đều gửi tin nhắn cho Chu Súc đòi tiền, mãi không thấy động tĩnh gì nên hắn đã đến thẳng nhà tìm ông. Thấy ồn quá nên nữ chính đã ra mở cửa. Lúc vào nhà Sim Son nhìn thấy mâm cỗ thắp hương cho người mẹ, hắn liền lật đổ phá tan mọi thứ, còn lớn tiếng nói sẽ biến cuộc đời Chu Súc thành địa ngục. Tức nước vỡ bờ ông đã đấm hắn vỡ mồm, đồng thời cảnh cáo nếu Sim Son không biết đường ăn ở thì chỉ có chết. Anh ta miệng đầy máu nhắc lại câu còn nước còn tát rồi mới bỏ đi. Soo Jin sốc toàn tập vì những gì vừa xảy ra trước mắt mình. Mối nghi ngờ một lần nữa lại dấy lên trong lòng cô. Ngày hôm sau nữ chính đã tìm thấy sổ khám thai của mẹ mình, sau đó đem đến nhờ Seo Jin đang học tại trường cảnh sát tìm lý lịch tư pháp của bố và giấy chứng tử của mẹ mình. Cùng lúc đó Chu Súc đem tiền đến gặp Sim Son. Hắn ta chê ít bảo ông đem về mua bánh cho con thì hơn. Cơ mà Chu Súc lại nói một là cầm hai là miễn chỉ có bấy nhiêu thôi. Sim Son lại lấy bí mật ra đe dọa. Cuối cùng Chu Súc phải hẹn hắn cho mình thêm thời gian. Lúc này thời hạn truy tố vụ án bắt cóc chỉ còn 7 ngày. Tuy nhiên vẫn chưa có giọng nói nào khớp với dữ liệu tên tội phạm. Suy ra hung thủ vẫn là một ẩn số. Phía bên này Seo Jin đến tìm cảnh sát Kuto nhờ giúp việc của nữ chính. Rất nhanh đã có kết quả điều tra. Bố cô từng có rất nhiều tiền án trộm cắp hành hung lừa đảo. Còn mẹ cô đến giờ vẫn còn sống. Theo địa chỉ đã có cả hai lập tức đi tìm bà ấy. Cơ mà không gặp được ai. Chờ đến sáng đột nhiên Soo Jin thấy Sim Son xuất hiện ở đó. Được một lúc thì rời đi ngay, nữ chính liền kêu Seo Jin đuổi theo sau. Ai ngờ hắn đã phát hiện ra còn đập vỡ kính xe cảnh cáo hai người. Không những thế còn gọi cho Chu Súc đến đón con gái về. Sau đó Sim Son đưa nữ chính đến gặp mẹ, nhìn thấy bà ấy đang nằm bất tỉnh. Cô bối rối không tin rằng mẹ mình thực sự chưa chết. Sau đó nữ chính cho Sim Son nghe giọng hung thủ vụ bắt cóc. Được một lúc hắn một miệng nói có phải Chu Súc không.
nhưng rồi lại phủ nhận có thể là người khác. Đúng lúc này Chu Súc cũng đã đến bệnh viện, ông liền muốn đưa Su Chin đi nhưng cô phản kháng. Nữ chính trách ông tại sao xóa bỏ người này khỏi ký ức của cô. Giờ đây Su Chin không còn tin tưởng bố mình nữa. Trở về nhà cô phát lại đoạn ghi âm cho ông ấy nghe. Cô muốn ông đừng giấu giếm mà hãy nói sự thật cho mình biết. Dù bố có là hung thủ thì con cũng sẽ không tố giác. Tuy nhiên Chu Súc vẫn một mực phủ nhận, thậm chí còn đau lòng rớt nước mắt vì bị con gái nghi ngờ. Thấy bố mình thực sự như bị đổ oan, nữ chính tìm rượu giải sầu với Seo Jin. Cô nói rằng một người bố luôn bênh vực bảo vệ con gái thì không thể là hung thủ được. Hôm sau trong bệnh viện Chu Súc đem thêm tiền đến cho Sim Son. Ông nói chỉ có từng đó không thêm nữa. Tuy nhiên tên Sim Son tham lam lại muốn nhiều hơn, thậm chí bảo Chu Súc bán nhà để mang tiền cho mình, nếu không sẽ công khai vòng đeo tay của em bé mới sinh năm đó. Sự việc đến mức này Chu Súc chấp nhận đưa thêm tiền, đồng thời yêu cầu chuyển chị gái anh ta sang viện khác. Bên này Su Chin xem được cuộc phỏng vấn của ông Han là bố cậu bé xấu số. Ông ta nói chỉ cần nghe giọng thì sẽ nhận ra hung thủ. Trùng hợp người này cũng chính là bác sĩ từng khám sản cho mẹ cô. Ngay sau đó nữ chính giả danh phóng viên đến gặp ông Han. Cô cho ông ấy xem sổ khám thai, nhìn vào tấm ảnh bác sĩ Han đã nhận ra Chu Súc. Tuy nhiên ông lại nói cô không phải sinh ra ở đây, mẹ cô từng bị tiền sản giật và sảy thai. Nghe vậy Su Chin lại tăng thêm nghi ngờ, mọi chuyện rốt cuộc là như nào. Lúc này cô lại hỏi ngoài giọng nói ông còn manh mối nào không. Bác sĩ Han thật thà đưa ra tờ giấy hung thủ chỉ điểm giao tiền, cơ mà chữ này lại của học sinh tiểu học, có thể là con hung thủ hoặc hàng xóm viết. Đúng là ác quỷ nên mới kéo trẻ con làm đồng phạm. Bất chợt nữ chính thấy bất an nên lấy tay che chữ viết của mình. Ông Han nhờ cô công khai mẩu giấy lên báo hy vọng tìm được người viết. Trong khi đó ở nhà, Chu Súc đã thấy cuốn sổ viết những nghi ngờ về hung thủ của con gái. Trên đường về Su Chin tay run run mở giấy ra xem. Cô nhận ra đây chính là chữ của mình. Ngày đó chính miệng bố đọc để cô tập viết chính tả. Su Chin cảm thấy sốc vô cùng khi bố mình lại chính là thủ phạm. Khi về đến nhà cô đã đập nát tấm ảnh gia đình, lấy mẩu giấy trên đó để đối chiếu. Quả nhiên cùng một người viết thì làm sao mà sai được. Chu Súc không hiểu gì cố ngăn cản sợ con gái bị thương. Lúc này Su Chin đã không giữ được bình tĩnh. Cô trách ông tại sao biến mình thành đồng phạm, làm điều ác mà sao lại luôn tỏ ra mình vô tội. Tuy nhiên Chu Súc vẫn một mực phủ nhận mọi chuyện, còn nói đây chỉ là bài chính tả bình thường. Nghe vậy nữ chính nói mình sẽ đem chứng cứ này cho cảnh sát tố cáo ông. Bên này cảnh sát trưởng đến tìm Cu Tô hỏi chuyện điều tra lý lịch của Chu Súc. Anh nhớ ra Seo Jin từng nhờ mình giúp chuyện này, liền tra hỏi thì mới tòi ra Su Chin đứng sau. Ngay lập tức họ cho người đến nhà Chu Súc. Ông ngơ ngác không hiểu tại sao cảnh sát lại đến tìm mình. Cùng lúc đó bác sĩ Han cũng đã biết chuyện này. Ông nhớ ra hôm trước là con gái của Chu Súc đến tìm mình, nên cũng chạy đến nhà nữ chính. Vừa nghe thấy Chu Súc nói chuyện, ông Han đã không kiềm chế nổi mà lao vào tác động vật lý, cú va đập khiến Chu Súc bất tỉnh nhân sự. Một giọng nói ngày nào cũng nghe cả 100 lần, nên bác sĩ Han chắc chắn Chu Súc là hung thủ. Thấy Su Chin đi ra, ông lại càng khẳng định cô chính là người viết mẩu giấy kia. Ngay lập tức Chu Súc được đưa đến bệnh viện. Lúc này thời hạn chỉ còn 3 ngày mà ông ta lại đang hôn mê. Phía cảnh sát chỉ biết chờ đợi. Thấy nữ chính lo lắng, Seo Jin liền ra an ủi. Cô vô thức thốt lên sao họ lại biết chuyện này. Seo Jin thừa nhận cảnh sát đã biết họ điều tra lý lịch của bố cô. Anh cố hỏi dò có phải Chu Súc là hung thủ không, nhưng Su Chin chỉ im lặng, còn bác sĩ Han một mực khẳng định Chu Súc là thủ phạm. Tuy nhiên cảnh sát trưởng nói thời gian đã quá lâu, việc thử giọng cũng khó trùng khớp 100%. Việc đầu tiên là họ phải tìm được chữ viết ngày bé của Su Chin để đối chiếu với nét chữ hung thủ để lại. Thế nhưng tấm thiệp duy nhất có nét chữ hồi nhỏ của Su Chin đang nằm trong tay cô. Ngay sau đó trên khắp các phương tiện truyền thông và mọi người đều bàn tán về chuyện này. Hôm sau nữ chính đến tìm giáo sư để lấy chút đồ. Không ngờ vì bảo vệ danh tiếng mà ông ấy cũng giữ khoảng cách với cô, còn trả lại hộp quà bố cô từng gửi tặng. Giáo sư mong Su Chin đừng khai với cảnh sát Chu Súc từng đến đây. Thì ra ngày đó ông đến tìm giáo sư để nhờ ông giúp đỡ con gái mình đậu phỏng vấn. Một người cha sẵn sàng luồn cúi để bảo vệ yêu thương con gái. Trở về bệnh viện nữ chính cầu nguyện Chu Súc đừng tỉnh dậy. Đúng hay sai giờ không quan trọng nữa, thiếu ông cô không biết phải sống tiếp như nào. Su Chin quyết định xé bỏ chứng cứ cuối cùng. Thời hạn chỉ còn lại một ngày mà Chu Súc vẫn hôn mê. Cảnh sát trưởng đành phỏng vấn nữ chính hy vọng có thêm manh mối. Cơ mà từ đầu đến cuối Su Chin không nói một câu nào. Anh tiếp tục phát lại đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của cô với Seo Jin lúc ở viện. Nữ chính vẫn khẳng định lại mình chỉ thấy giọng quen, chứ không nhận định Chu Súc là hung thủ. Cảnh sát cho cô xem lại hồ sơ vụ bắt cóc. Anh kể lại những việc hung thủ đã làm nhằm thao túng tâm lý Su Chin. Tuy nhiên cô vẫn khẳng định bố mình không phải hung thủ. Đúng lúc này Cu Tô đi vào báo rằng Chu Súc đã tỉnh dậy. Bác sĩ Han vội chạy đến đồn khi nghe tin. Khi thấy nữ chính, ông ta bắt cô nói ra sự thật Chu Súc là hung thủ, cơ mà cô vẫn một mực phủ nhận. Ông Han tức giận tát Su Chin ngã ra sàn. Cảnh sát bên ngoài vội vào can ngăn. Tại bệnh viện Chu Súc đang đọc lại lời của hung thủ để thử giọng. Lúc Su Chin đến đó thì cảnh sát ngăn không cho cô vào. Nữ chính đành phải về nhà, ai ngờ lại gặp Sim Son. Hắn liên tục khích bác, đồng lõa với tội phạm là con gái kẻ bắt cóc. Su Chin không cam tâm phản ứng lại mong được bình yên. Lúc này thời gian chỉ còn 4 tiếng nữa là hết hiệu lực truy tố kẻ bắt cóc. Ai cũng hồi hộp chờ kết quả đối chiếu giọng nói. Cuối cùng thời khắc sự thật cũng được phơi bày.
hai giọng nói không cùng một người, cảnh sát bất lực thả Chu Súc về nhà. Ra đến xe nữ chính nằng nặc đòi lái xe, cô tiếp tục hỏi Chu Súc tại sao ông bắt cóc cậu bé kia. Tuy nhiên Chu Súc vẫn khẳng định mình vô tội. Su Chin đưa ông đến bờ sông nơi phát hiện xác nạn nhân. Dù mọi việc đã xong nhưng cô vẫn muốn Chu Súc nói ra sự thật. Nhưng ông chỉ nói còn nước còn tát rồi nhìn đồng hồ. Cho đến khi thời hạn truy tố chính thức hết hiệu lực, lúc này Chu Súc mới cười nham hiểm. Thấy bố như vậy, nữ chính cảm thấy sợ hãi bất giác lùi ra xa. Giờ thì cô đã tin ông ấy chính là hung thủ. Sau đó Chu Súc thản nhiên nói con gái hãy tin ở mình và từ giờ ông sẽ sống tốt. Thế nhưng cô một mực muốn bố mình cầu xin sự tha thứ của linh hồn nạn nhân, cơ mà Chu Súc vẫn bình tĩnh nói mình làm tất cả vì cô. Nữ chính bất lực, cô chối bỏ mối quan hệ với Chu Súc. Từ giờ cô sẽ sống cuộc sống mới, không còn là con gái của ông nữa. Chu Súc cố tình không hiểu kêu cô cùng mình về nhà. Đúng lúc này một chiếc xe lao thẳng về phía ông ta, mà người lái xe chính là bác sĩ Han. Hóa ra ông ấy không cam tâm khi thấy Chu Súc thoát tội, nên đã quyết định trả thù cho con trai. Chiếc xe bốc cháy khiến cả hai xe nổ tung. Chu Súc cùng với xe lao thẳng xuống sông, nơi ông ta đã gây ra tội ác tày trời. Bên trên Su Chin chỉ biết bất lực nhìn theo. Hôm sau cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, kết luận cả hai tài xế đều đã không qua khỏi. Còn nữ chính rơi vào hôn mê lành ít dữ nhiều. Cảnh sát cho rằng đây là quả báo của cô vì đã che giấu tội phạm. Cùng lúc đó mẹ của cô đang hấp hối nói ra sự thật. Su Chin không phải con ruột của bà và Chu Súc. Năm đó vì quá đau lòng khi vợ sảy thai, nên Chu Súc đã ăn cắp một đứa bé sơ sinh, đem về chăm lo yêu thương như con đẻ. Chính Sim Son đã nhặt được vòng tay ghi tên của đứa trẻ đó, nên mới hết lần này đến lần khác tống tiền Chu Súc. Cũng chính anh ta gợi ý cho Chu Súc bắt cóc con trai của ông Han. Chỉ vì những lời nói dối mà Su Chin phải sống sai vị trí, vô tình trở thành đồng phạm với kẻ ác nhân. Cuối cùng Sim Son quyết định báo với cảnh sát danh tính thật sự của nữ chính. Gia đình cô đã tìm lại được con gái sau 26 năm thất lạc. Những người dùng sự giả dối che đậy tội lỗi, vì lòng tham nên đã vô tình gây ra nỗi đau cho người khác. Hãy là con người lương thiện, đừng vì sự ích kỷ cá nhân mà hủy hoại cuộc đời của người khác. Bộ phim đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay thì mọi người để lại ý kiến cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.